đánh nhau mình đó thì trong ít cây thấy thấy nó dễ sinh con cái khế cái cốc nè cái khế đẹp ghê đây dâu nè sao vậy con? Tại sao? What happened? Nó đụng, nó đụng cái cửa kìa. Không có. Mấy ông phải chờ con với chứ. Đầu rồi đừng dụ mắt nữa con. Đau chỗ nào? Con đau chỗ nào? Xoa đầu cho nó. Thì cái cửa dập vô đầu con hả? Rồi rồi, ok. Thôi. Đây nè, đây nè, đây nè. Cái cửa dập vô cái đầu nó. Cửa đụng hả? Nhưng mà hôm nay nó xẹp hơn hôm qua đó mẹ. Cửa hôm qua cái chân mẹ nó xưng. Nhỏ vậy thôi mà nó thơm lắm. Wow. Này con. Ôi chua. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Anh kéo đi ra đây á, đụng cái cửa, đụng à, đầu. Trời ơi, tội chưa? Đau rồi. Ôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi con. Sorry. Thôi. Tới hồi bắt đền ông. Trời ơi, khóc ướt áo luôn nè, trời ơi. Đi vô lấy khăn chùi mặt, đi vô lấy giấy chùi mặt. Quay, quay có dâu không? Để có, quay. Có mấy trái. Ồ, cái dâu hả? Ồ, strawberry đâu, đâu? Tại mấy hôm nay làm gì nó dơ đó. Ba ơi, strawberry. Strawberry nè. Ồ, thích quá ha, cô chồng đủ thứ ha. Mấy hôm cô chăm được á, thì nó dễ thương lắm. Đó, strawberry kìa. Nhưng mà hôm nay nó bị cái măng đồ nó dính tùm lum. Đó, bà chồng strawberry đó, boy. Đâu đứa này má mì coi con cầm nó cái gì vậy boy? Đưa má mì coi coi con cầm cái gì đó đưa coi. Chồng dâu cho nó luôn mà đẹp lắm á. Ê để cho boy nó qua nó bứt rồi rước strawberry kìa boy. Chồng dâu lên cái vàng gỗ đẹp lắm á. Lấy đi boy, qua lấy. Nào để nó làm, để nó lấy. Qua bên kia đi, qua bên kia. Sáng tạo quá để cô. Một cái máng ở trên đó cô. Cũng để cái luôn đi vô cái mà làm hai ơi. Ok. Kệ nó không sao đâu con. Đâu đưa mắm mì coi. Để bà xuống rửa cho con ăn nha. Này trái này. Wow, nhiều quá chứ kìa. Cảm ơn bà đi con. Để bà rửa nha. Đâu đưa mắm mì coi con cầm cái gì vậy? Wow. Chụp cho nó tấm nó cầm cái đó. Chụp cái tấm vừa khóc vừa cầm cái đó Duy. Nè quay lại quay lại. Quay lại nè. Kìa quay lại nhanh lên. Show me. Đâu, show anh tuần tuần, Kevin. Look at me.